Đo nào làm nhạc hay nhất? Đây là những câu hỏi thắc mắc được rất nhiều người nhắc đến khi mà bắt đầu làm nhạc trên máy tính và thu âm. Hiện tại thì các chuyên gia và các diễn đàn về producer trên thế giới cũng như Việt Nam vẫn chưa có cái thông tin và cái định nghĩa cụ thể nào trả lời chính xác cho cái vấn đề này. Mỗi phần mềm làm nhạc đều có những ưu và nhược điểm riêng được nhà sản xuất định hướng thế mạnh đặc trưng của các đo với các thể loại âm nhạc được sản xuất trên nó, như hỗ trợ về các tính năng đặc biệt, các tính năng về âm thanh, các thư viện âm thanh và các cái công cụ khác nhau khi làm nhạc. Sau đây là một số đo thông dụng được đề xuất phù hợp cho các dòng nhạc ở Việt Nam. Tiêu biểu được chia theo hai nhóm như sau. Nếu các bạn sản xuất dòng nhạc như pop ballad, acoustic, orchestra, jazz, rock, latin, bolero, chúng ta có thể lựa chọn đo Cubase, Studio One, Logic Pro X, Sonar Kết và Pro Tools. Đối với các bạn chuyên về dòng nhạc điện tử như EDM, House, Dance, Electropop, R&B, Hip Hop, Vina House thì chúng ta có thể tham khảo và ứng dụng trên các phần mềm như Logic Pro X, Ableton Live, FL Studio. Đây là một số cái gợi ý mang tính chất tham khảo. Hy vọng đây là những cái kiến thức bổ ích cho các bạn mới bắt đầu.